Không chỉ showbiz Hàn mà ngay cả trong giới nghệ sĩ Việt cũng có không ít nam thần chưa chủ và sở hữu khối tài sản kếch xù khiến các fan nữ đổ gục. Dưới đây là nam nghệ sĩ đứng đầu trong danh sách này, Ngô Kiến Huy. Ở độ tuổi 33, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy thực sự trở thành một trong những nam thần giàu có nhất nhì làng giới giải trí Việt. Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật với hình ảnh nam nghệ sĩ đa tài, chồng bắp còn rất mát tay trong lĩnh vực kinh doanh. Chính vì thế, việc nam nghệ sĩ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với nhà đẹp, xe sang là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngô Kiến Huy từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tậu xe sang gần 3 tỷ đồng để chúc mừng sinh nhật cho bản thân mình. Cách đây không lâu, nam ca sĩ điển trai cũng chia sẻ hình ảnh mua căn penthouse siêu sang với trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chưa kể cô nàng Sam, bạn thân của Ngô Kiến Huy còn từng bật mí, anh chàng hiện đang sở hữu một chuỗi nhà hàng, khách sạn và ăn nên nằm ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chàng bắp từng gây chú ý với mối tình gắn bó 9 năm với nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Mặc dù cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, nhưng đến năm 2019, cả hai thừa nhận đã được ai nấy đi, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Kể từ đó đến nay, chàng nghệ sĩ điển trai này vẫn chưa công khai hẹn hò với ai. Noo Phước Thịnh. Sau hơn 11 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật tại Vbiz, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu thích và bỏ túi kho khá các giải thưởng nghệ thuật cũng như khối tài sản đáng nể. Với độ hot của mình, số tiền cát xê của Noo Phước Thịnh có thể lên tới gần 1 tỷ đồng cho một chương trình truyền hình. Nhờ đó, nam ca sĩ liên tục tậu nhà đẹp, xe sang cũng như những món đồ hiệu đắt giá. Anh chàng từng gây sốt khi tặng cho gia đình một căn nhà lên với giá tới 22 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh còn từng bị bắt gặp cầm lái một chiếc xế hộp màu đen hơn 2 tỷ đồng. Tuy thành công là vậy, nhưng Noo Phước Thịnh vẫn đang là người đàn ông độc thân. Sau mối tình kín tiếng với Hoa hậu Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh hiện đang chỉ tập trung vào sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Isaac. Sau khi nhóm nhạc 365 tan rã, Isaac đã gặt hái được nhiều thành công và có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt. Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gương mặt góc cạnh, Isaac còn đúng gục trái tim các fan nữ với giọng hát ngọt ngào, ấm áp. Trong những năm gần đây, Isaac cũng đã dấn thân vào lĩnh vực diễn xuất và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Mặc dù không phô trương quá nhiều về tài sản của mình, nhưng chàng nam ca sĩ này vẫn thường xuyên bị bắt gặp khi di chuyển bằng xế hộp hạng sang. Tuy vậy, anh chàng vẫn giữ cho mình một lối sống khá tiết kiệm. Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn, anh chàng từng tiết lộ mình chỉ chi tiêu 100.000 cho 3 bữa ăn. Tài giỏi và có số khúc là thế, nhưng Isaac vẫn đi về lẻ bóng sau hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ cũng từng dính phải tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân như Bảo Anh hay Khả Ngân, nhưng đã đều lên tiếng phủ nhận ngay sau đó. Chi Dân. Sau thành công của loạt hit như Anh Muốn Em Sống Sao, Là Vợ Anh Nhé hay Điều Anh Biết, Chi Dân đã vụt sáng thành nam nhân đình đám trong làng giải trí Việt. Dù không thường xuyên xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng anh chàng vẫn sở hữu một lượng fan hùng hậu và có khối tài sản cực khủng. Ngoài nhà đất, nam ca sĩ còn thường xuyên xuất hiện với bên nhiều chiếc xe hơi đắt đỏ với mức giá lên tới vài tỷ đồng. Trong đó phải kể đến chiếc Porsche Macan giá hơn 3 tỷ đồng. Nam ca sĩ cũng đã từng gây sốt khi để lộ một góc căn hộ sang trọng của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, Chi Dân còn chơi lớn khi nhiều lần bỏ ra số tiền khủng để đầu tư cho MV ca nhạc của mình. Chi Dân cũng thường check-in tại những nơi sang chảnh tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. Dù vướng tin đồn hẹn hò với ngọc nữ màn ảnh Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng phía Chi Dân chưa một lần lên tiếng xác nhận. Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn liệt cái tên Chi Dân vào danh sách những nam thần độc thân uy tín của showbiz Việt. Trịnh Thăng Bình. Không chỉ hoạt động đăng nổ với vai trò là ca sĩ, Trịnh Thăng Bình còn lấn sân sang điện ảnh và thu hút được nhiều sự thành công. Nam ca sĩ từng bị đồn là cậu ấm của một gia đình thượng lưu và giàu tới mức tiền đốt cháy cả thành phố. Tuy vậy, Trịnh Thăng Bình sau đó đã lên tiếng phủ nhận và miệt mài cống hiến cho nghệ thuật trong suốt những năm qua. Với nhiều năm lăn lộn trong nghề, nhiều người cho rằng số tiền mà Trịnh Thăng Bình nhận được không hề kém cạnh bất kỳ đồng nghiệp nào trong giới. Nam ca sĩ sở hữu xế hạng sang để tiện cho việc di chuyển. Anh cũng bỏ ra số tiền lớn để tổ chức các live show, mới đây nhất là The First Show Trịnh Thăng Bình 10 năm cùng em để tri ân người hâm mộ. Ngoài việc nổi tiếng nhờ vẻ điển trai, sự giàu có cũng như thành công trong nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình còn được chú ý với một loạt cuộc tình tốn giấy mực. Một trong số đó phải kể đến cuộc tình kéo dài hơn một năm với ca sĩ Lee Kim Cương. Sau khi chia tay, cặp đôi vẫn là bạn bè thân thiết và Trịnh Thăng Bình lại quay về với cuộc sống độc thân của mình.